Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin đấu giá Thủ Thiêm cao ngất ngưởng, người dân mất đất nói gì. 4 lô đất rộng khoảng hơn 30.000 m² thuộc khu chức năng số 3 phía Bắc khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần tháng 12 năm 2021 đã được đấu giá thành công với mức giá kỷ lục là 37.350 tỷ đồng, cao gấp 7 lần giá khởi điểm. Công ty trúng thầu giá đất cao là công ty Ngôi Sao Việt, một công ty con của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Trúng lô đất 3-12, diện tích 10.059 m² với giá 24.500 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,4 tỷ đồng mỗi mét vuông. Ba công ty còn lại là các công ty Bình Minh trúng 5.000 m² với giá 5.000 tỷ đồng, công ty Shen Meca 8.500 m² với mức giá 4.000 tỷ đồng, công ty Republic 6.444 m² với giá 3.800 tỷ đồng. Đây là hình ảnh 4 lô đất được đấu giá ở Thủ Thiêm. Ông Lung, người nhiều lần ra tận Trung ương để khiếu nại về vấn đề Thủ Thiêm, đã nói với Đài Tiếng Nói FA hôm 7 tháng 1 như sau. Việc đấu giá đó mình thấy cũng bất ngờ, mình không biết nó sẽ như thế nào trong cuộc đấu giá này và cũng đang theo dõi. Việc giá cao đột biến như vậy làm cho đất khu vực xung quanh đóng băng luôn. Người dân mua bán gì cũng không được vì người ta cứ dòm theo chuyện đấu giá đó. Còn những bà con chưa được đền bù tái định cư thấy giá cả vậy cũng bức xúc. Hồi đó bồi thường người ta thấp, bây giờ đấu giá lại quá cao. Ngay sau cuộc đấu giá, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đất đấu giá ở Thủ Thiêm cao là vô cùng bất thường. Cũng theo chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Trung Tùng, đấu giá có thể thu được giá cao hơn, nhưng giá cao như ở Thủ Thiêm vừa qua là có vấn đề. Ông Tùng cho rằng nếu quy định đấu giá đất trong luật sát với thị trường thì sự chênh lệch khi đấu giá không thể quá lớn. Còn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước thì cho rằng đấu giá đất Thủ Thiêm là điển hình làm nhiễu loạn thị trường. Anh Nguyễn Đình Đệ, một người dân mất đất ở Thủ Thiêm, khi trả lời đài FA hôm 7 tháng 1 chia sẻ rằng giá đất ở Thủ Thiêm hiện vài trăm triệu một mét vuông, từ 4 đến 500 triệu đồng, 6 đến 700 triệu đồng là chuyện không ngoài dự tính. Chỉ cách một con sông mà bên kia là 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6 thì bên này 6-700 triệu cũng là bình thường. Còn chuyện người ta đấu thầu mua tới 2,4 tỷ đồng một mét, đó là quyền của người mua. Họ thấy tầm nhìn chiến lược của nó nên họ đầu tư. Theo tôi thì giá đó hơi cao, chứ lũng đoạn thì cũng không. Chẳng qua họ lấy đất của dân đền có 150.000 đồng mỗi mét vuông đất ruộng, còn đất nhà thì mười mấy chục triệu đồng một mét, giờ bán mấy trăm triệu đến 2 tỷ mấy nên mấy ông ngại, rồi giả bộ làm động thái đó, đó là sự giả dối. Đây là hình ảnh người dân Thủ Thiêm suốt 20 năm sống dở chết dở vì chính sách cưỡng chế đất đai bất công. Mỗi lần trả lời báo chí đều bật khóc trong cảnh đau khổ. Theo anh Đệ, chính quyền đã giả dối, không muốn nhìn vào sự thật là đất của người dân Thủ Thiêm đã bị cướp, nó giá trị đến mức độ như thế nào. Cấp ủy lơ đi rồi tuồn đất đó lại cho những sân sau mắc ngoặc để chia chác nhau đất của dân Thủ Thiêm. Anh Đệ nói rằng bây giờ quan chức chính quyền nói việc đấu giá đất ở Thủ Thiêm vừa qua là bơm giá, lũng đoạn thị trường, là phiến diện, chỉ nhìn theo cách của họ. Chẳng qua họ lấy đất của dân đền với giá rẻ mạt, giờ mắc cỡ với dân. Còn ông Cao Thăng Ca, một người dân Thủ Thiêm thì cho rằng việc đấu giá đất cao là kịch bản để bù ngân sách. Ông nói, việc đấu giá 2,4 tỷ đồng là để thu tiền về cho ngân sách 37.000 tỷ đồng để thành phố Hồ Chí Minh đủ trả lại cho ngân sách nhà nước. Những người tham gia đấu giá này, theo tôi, là tàn dư của nhóm lợi ích Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, v.v. muốn trả lại cho nhà nước để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, theo ông báo cáo kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ. Chứ thực tế đất ở đó 500 triệu là hết cỡ, vì hiện nay giá đất mặt đường Trần Não mà tôi chỉ cách 4-500 triệu, còn đất đường Nguyễn Cơ Thạch ngay chân cầu Thủ Thiêm cũng chỉ 5-600 triệu. Cho nên giá 2,4 tỷ đồng là không thể tưởng tượng được nhóm lợi ích sẽ thao túng và làm hại nhà nước như thế nào. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàn Minh vừa trúng đấu giá 2,4 tỷ đồng cho một mét vuông đất ở Thủ Thiêm. Liên quan đến việc nhiều quan chức nhà nước lên tiếng về vụ đấu giá đất Thủ Thiêm vừa qua, ông Cao Thăng Ca cho biết
họ nói thì nói thôi chứ thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn rồi, kết quả đấu giá rồi, đã cho các công ty chúng đấu giá ký hợp đồng với thành phố rồi. Họ có lên tiếng, đó thì cũng để vậy thôi. Còn tập đoàn tham nhũng phá nát khu đô thị mới Thủ Thiêm còn đang rất mạnh. Thành ra họ làm gì thì làm, chẳng cần để ý đến ai đâu. Không cần luật pháp, không cần ý kiến nhân dân, không cần nghe ý kiến trung ương mà tự động làm. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Đó là phương châm của nhóm tham nhũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau vụ đấu giá 30.000 m2 đất ở Thủ Thiêm, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào ngày 21 tháng 12 đã ban hành công điện số 1767 yêu cầu các bộ ngành địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định và pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi trục lợi đấu giá đất để gây nhiễu loạn thị trường và trục lợi. Tuy nhiên, ông Thủ tướng không nói cụ thể về việc đấu giá đất ở Thủ Thiêm. Mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng xác nhận với đài FA rằng đất đấu giá ở Thủ Thiêm thuộc phường của ông có đất giá trước đây. Ông nói, họ đấu giá đất ở phường An Khánh là phường của tôi. Họ đấu giá đất như vậy là do họ có cái nhìn xa thôi. Chỗ đó phê duyệt là trung tâm tài chính thế giới. Trong khi thì kinh tế thị trường thì còn vấn đề cung cầu nữa. Cung không có mà cầu lớn quá, mà bán đảo Thủ Thiêm thì đẹp lắm. Người dân Thủ Thiêm họp cũng có nói qua việc họ định giá như vậy, đã xác định tài sản của dân mất đi là tài sản có giá trị. Để xây dựng thành chính sách đền bù thì phải đền bù sao cho phù hợp, đảm bảo lợi ích của nhà nước, dân và nhà đầu tư. Chứ nhà đầu tư và nhà nước quá nhiều, còn dân thì sao đây? Cũng theo mục sư Nguyễn Hồng Quang, điều này trái với nguyên tắc của chế độ Cộng sản xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản đã cam kết với nhân dân là bình đẳng và công bằng. Và câu hỏi đặt ra là đấu giá đất nghìn tỷ tại Thủ Thiêm, ai là nạn nhân của cơn địa chấn này? Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước tại phiên họp ở tổ chiều ngày 4 tháng 1 cho rằng đấu giá đất ở Thủ Thiêm là điển hình làm nhiễu loạn thị trường. Bỏ qua những oan ức của người dân Thủ Thiêm vẫn chưa có lời giải đáp thì hầu hết các báo đều đưa tin rằng giá bất động sản đồng loạt tăng vọt và giá cổ phiếu cũng tăng kịch trần. Có công ty vẫn làm ăn trì trệ, tự nhiên cổ phiếu tăng gấp 10 lần. Đây là diễn biến lạ, có tính chất nhiễu loạn, giống như lời ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã phát biểu. Tuần qua, bên cạnh từ khóa về thổi giá, kit xét nghiệm COVID-19, một từ khóa khác cũng đang được chú ý, đó là dấu hiệu thổi giá đất ở các dấu hiệu này liên quan đến ngày 10 tháng 12 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức bán đấu giá thành công 4 lô đất rộng khoảng 30.000 m2 thuộc khu chức năng 3, khu dân cư phía Bắc, khu đô thị mới ở Thủ Thiêm. Đáng chú ý là số tiền thu được từ phiên đấu giá này là 37.350 tỷ đồng, cao hơn gấp nhiều lần giá khởi điểm. Đây là mức giá cao kỷ lục của thị trường bất động sản Việt Nam, như nhiều tờ báo Việt Nam cũng bình luận. Con số trên khiến nhiều người giật mình tự hỏi, đây có chắc phải là giá đất của một trong những nơi có bất động sản đắt đỏ nhất thế giới hay không? Vậy những tác động này ngay lập tức của phiên đấu giá đất Thủ Thiêm lên thị trường là như thế nào? Các dự án đã dừng bán hàng để điều chỉnh giá. Tờ báo Thanh Niên đã phản ánh, tại khu đô thị Sa La, Thủ Thiêm, nền biệt thự 447m2 chào với giá 147 tỷ đồng, thì nay sau phiên đấu giá đất, chủ đất đã báo giá tăng lên tới 230 tỷ đồng. Các nền khác tại dự án đều tăng 4-50 tỷ đồng, thậm chí tăng 100% sau vụ giá đất kỷ lục của nhóm nhà đầu tư. Đây là hình ảnh khu đô thị Sa La, Thủ Thiêm, quận 2. Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam cho biết các dự án ngay lập tức đã dừng lại, không bán hàng để nghe ngóng thông tin, điều chỉnh giá bán sao cho phù hợp với tình hình mới. Các chuyên gia cũng cho rằng bản chất của bất động sản tăng trưởng từ trước đến nay rất bền vững, không tăng vọt như mới đây. Do vậy, mức giá quá cao này có thể làm tê liệt giao dịch. Minh bạch để trị sốt đất ảo. Ở một góc nhìn khác về phiên đấu giá đất Thủ Thiêm, tờ báo Vietnamnet cho rằng đây là thời điểm đánh dấu cho việc hết thời bán đất công giá rẻ, một trong những hành vi tham nhũng khiến cho nhiều cán bộ phải hầu tòa thời gian gần đây. Bài viết cũng phân tích việc trúng thầu công khai lô đất này mang đến pháp lý rõ ràng, minh bạch thông tin, không phát sinh khiếu nại, đã giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai và huy động vốn, đối tác và khách hàng cũng yên tâm, hợp tác hay đăng ký mua sản phẩm. Đặc biệt, họ không phải trải qua công tác đền bù giải tỏa thường gặp
rất nhiều trở ngại. Sau gần 2 năm chống dịch, thất nghiệp tăng, thu nhập giảm, tài chính cá nhân đa số cạn kiệt. Vì vậy, tờ báo Thanh Niên cho rằng hình ảnh dòng người xếp hàng từ sáng đến tối để chốt lô, chốt nền, sang tay nhận cọc là kịch. Người dân nên cảnh giác và không nên bị cuốn vào vì thế rất dễ mất tiền như trời. Do vậy, cần một thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, thay vì chạy theo các cơn sốt đất ảo. Nghĩa là các vùng đất ảo bùng lên với một tuyên bố khuyến cáo chính quyền các địa phương hãy minh bạch thông tin về quy hoạch, về dự án ngay từ đầu. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin người dùng xe VinFast nếu biết trước sẽ ngừng sản xuất thì đã không mua. Cộng đồng người dùng xe do VinFast sản xuất đang tỏ ra xôn xao và lo lắng trước tin hãng này sẽ ngừng sản xuất ô tô chạy xăng vào cuối năm 2022. Đây quả thực là tin rất xấu đối với họ, đặc biệt là những người vừa mới mua. Trong bài viết và phát biểu ra mắt các mẫu ô tô điện mới nhất tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 diễn ra sáng ngày 6 tháng 1 tại Hoa Kỳ, bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng giám đốc VinFast toàn cầu cho biết, công ty sẽ chính thức trở thành hãng xe điện 100% vào cuối năm 2022 và trở thành hãng xe tiên phong trên thế giới, ngừng sản xuất xe xăng để chuyển hoàn toàn sang sản xuất các dòng xe thuần điện. Thông báo được đưa ra chỉ 3 năm kể từ khi chiếc xe chạy xăng đầu tiên được VinFast cho ra lò. Một vòng đời được cho là rất ngắn trong ngành sản xuất xe ô tô. Đây là hình ảnh chiếc xe VinFast President có giá tới 4,6 tỷ đồng. Trong nhóm Facebook có hơn 50.000 thành viên của hãng, của những người sử dụng so xe xe do VinFast sản xuất. Thông tin ngừng sản xuất xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch đã được cho là đề tài được bàn tán sôi nổi nhất với hai luồng ý kiến trái chiều. Một luồng ý kiến thì cho rằng họ cảm thấy bị lừa. Vì giờ đây, trước việc ngừng sản xuất xe, việc tìm kiếm phụ tùng thay thế khi xe gặp vấn đề sẽ là hết sức khó khăn và nan giải. Chị Ngân, một người dùng xe VinFast ở Lạng Sơn, gửi ý kiến của chị cho Đài Tiếng Nói AFA qua ứng dụng nhắn tin trên mạng điện thoại di động, nói rằng: tôi cảm thấy khá lo lắng vì tôi mới mua xe được một năm mà giờ hãng bảo thông báo ngừng sản xuất. Thì không biết sau này xe cần sửa chữa thì sẽ như thế nào, phụ tùng thay thế khó tìm vì phụ tùng bên Vin hầu như đều nhập khẩu cả. Ô tô là cả một gia tài đối với phần đông người Việt Nam, không chỉ lo lắng về vấn đề phụ tùng thay thế, các chủ xe còn lo lắng rằng với thông báo mới này thì trong trường hợp họ muốn bán lại chiếc xe của hãng thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn và ít có người muốn mua nữa vì nó đã trở thành một thứ lỗi thời, không thể tiếp tục dùng khi không có vật tư thay thế. Từ Bắc Ninh, một người sở hữu chiếc xe VinFast Fadi của hãng này cho biết quan điểm của anh khi được hỏi liệu thông tin trên có ảnh hưởng tới triển vọng bán xe hay không. Anh nói, tôi nghĩ là chắc chắn sẽ ảnh hưởng đấy, bởi vì khi tất cả mọi thứ đã dừng hoạt động thì mọi thứ đó sẽ đều kéo theo. Thứ nhất là những người buôn xe cũ, người ta chắc chắn sẽ không dám nhập xe nữa. Cũng giống như là cái điện thoại VinSmart, lúc đó mà nó báo dừng sản xuất thì những cái điện thoại đấy đang 4 triệu nhưng bán 2 triệu mà không có người mua. Đấy trước là điện thoại, sau lại là ô tô. Đây là hình ảnh vào hồi tháng 5 năm 2021, Vingroup bất ngờ thông báo sẽ ngừng sản xuất điện thoại, di động và TV. Khi được hỏi liệu có mua xe xăng không nếu biết trước là họ sẽ dừng sản xuất, người này vừa nói vừa cười, chia sẻ. Nếu mà biết trước là sẽ không sản xuất thì chắc chắn sẽ không mua đâu. Ở chiều ngược lại, nhiều người tỏ ra tin tưởng rằng công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ thực hiện đúng cam kết là phục vụ đến hết vòng đời sản phẩm. Anh Khá, một người đi xe của hãng này ở Tây Ninh, nói với Đài Tiếng Nói AFA cho biết suy nghĩ của anh khi nghe tin hãng chỉ sản xuất xe điện như sau. Cũng bình thường, nói chung là có chế độ bảo hành với hết vòng đời xe cơ mà, chứ có phải người ta bỏ luôn đâu. Thực ra hãng cũng thông báo rồi, thông báo là nó sẽ có phụ tùng, nói chung cũng không lo mấy, anh nói. Trong bài phỏng vấn đối với báo Tuổi Trẻ, ông Hoàng Chí Trung, Tổng giám đốc VinFast Trading Việt Nam cho biết mọi cam kết với khách hàng sẽ được VinFast thực hiện đầy đủ. Với từng chiếc xe bán ra, chúng tôi cam kết phục vụ đến hết vòng đời sản phẩm.
Còn trên trang Facebook cá nhân, kiến trúc sư Dương Chính Quốc Chính có bài bình luận như sau. Hôm nay có sự kiện chấn động địa cầu, hãng xe VinFast ra mắt 5 mẫu xe điện ở Mỹ. Đồng thời, hãng này cũng tuyên bố luôn là sẽ ngừng sản xuất xe xăng. Họ không quên trấn an người dùng là vẫn chăm sóc đầy đủ hết đời xe và tuyên bố rằng việc này đã nằm trong kế hoạch ban đầu của họ. Mình thì nghĩ khác, Vin thì chắc chẳng bao giờ chịu nhận sai đâu, nhận ở chỗ kín thôi, ví dụ như hôm chém với Viettel, còn sai lầm đi với anh Vượng thì cũng là nằm trong kế hoạch. Đây là hình ảnh tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu hàng đầu của Việt Nam với tài sản tới 8,2 tỷ đô la. Đại khái như điện thoại VinSmart hay chuỗi siêu thị mini VinMart, mình đều thấy là sai lầm của họ chứ chẳng phải trong kế hoạch gì cả. Đâm đầu vào sản xuất điện thoại tàu thì rõ là sai, nhưng việc bán đi VinSmart cũng chẳng đúng. Khi đợt dịch vừa rồi, siêu thị kiếm ăn rất tốt vì chợ đã bị dẹp. Còn việc dừng sản xuất xe xăng, mình cho là VinFast nhận thấy rằng không đủ nguồn lực để ôm cả hai loại một lúc. Buộc phải chọn một thì phải chọn sản phẩm có tương lai hơn mà thôi. Nhất là khi các hãng xe nổi tiếng cũng chưa bung ra xe điện mấy, coi như chen chân để chiếm thị phần. VinFast biện bạch rằng xe xăng chẳng qua là để làm quen với thị trường. Thực ra làm quen thế mình cho là đi nhầm đường thì đúng hơn. Vì để đưa ra được 4 mẫu xe ô tô, chiếc President chỉ vừa mới xuất hiện với giá xa xỉ là rất tốn kém về thiết kế, dây chuyền sản xuất, PE tức là quảng cáo, vân vân. Nhiều hãng xe Nhật rất ngại thay đổi mẫu mã, chủ yếu là để giảm chi phí cho việc thiết kế lại dây chuyền sản xuất và kiểu dáng. VinFast đã quá ư chê sang khi bỏ nguyên cả 4 mẫu xe chỉ để thăm dò thị trường, nhất là mẫu Fadi đang đứng đầu phân khúc xe đô thị hàng nhỏ. Với việc VinFast tuyên bố dừng sản xuất xe xăng, thì người dùng xe xăng đảm bảo sững sờ. Cho dù VinFast có trấn an cỡ nào đi nữa thì tâm lý khách hàng cũng không an tâm khi mình đang sử dụng chiếc xe đã bị ngừng sản xuất. Hẳn mọi người còn nhớ sự cố xe VinFast liên tục bị gãy càng. Với một hãng xe mới thì sẽ khó tránh khỏi sự cố kỹ thuật kiểu như vậy. Nhưng nếu xe còn sản xuất thì hãng còn tối ưu hóa dần về thiết kế và sản xuất để khắc phục lỗi. Đây là hình ảnh chiếc xe VinFast Lux A đã bị gãy càng. Trước khi nó ngừng sản xuất thì ai hơi đâu mà quan tâm đến việc khắc phục lỗi nữa. Họ sản xuất đủ linh kiện thay thế cho cái đã là may mắn lắm rồi. Có lẽ đây cũng là dòng xe chết yểu nhất trên thế giới chẳng. Nhất là con chủ tịch, tức là President, mới gặp 2-3 lần ngoài đường, nay đã thành xe thiên cổ rồi sao? Hóng anh em dư luận viên của VinFast định hướng vụ này xem như thế nào. Như vậy là Vin đã dồn vốn liếng vào canh bạc tất tay là xe điện. Việc VinFast chém là tập trung vào thị trường Mỹ, mình cho là để khuếch trương thanh thế, để chăn gà Việt Nam mà thôi. Vì dân Mỹ vốn không quan tâm lắm đến việc tiết kiệm năng lượng và xả thải. Họ cần một chiếc xe mạnh mẽ mà thôi, do xăng cũng rẻ mà Mỹ vốn là cường quốc ô tô, nhất là có xe Tesla đỉnh đáng. Nên việc VinFast bán chạy được ở thị trường Mỹ là chuyện trong mơ. Cứ nhìn dân Mỹ dùng điện thoại là thấy họ thích iPhone hơn các loại điện thoại chạy Android. Vì điện thoại Android nói chung không phải là hàng Mỹ, dù hệ điều hành do Google chế ra. Ô tô điện là một sản phẩm công nghệ nữa, nên VinFast khó mà đấu với Tesla cho được. Mình nghĩ cửa sáng cho VinFast vẫn là bài quen thuộc là kiếm giải thưởng quốc tế để bán ở Việt Nam như cách thông lệ họ vẫn làm và đánh vào tinh thần dân tộc của người Việt. Bài thứ hai mới hơn, mình đoán là họ có thể lobby chính sách để cung cấp xe công lấy lý do là bảo vệ môi trường. Đó là điều mà xe xăng không làm được. Chấp nhận bán xe công giá rẻ chút để lấy thị phần, một mình một chợ. Khi các hãng xe truyền thống chưa kịp tung ra xe điện, mình nghĩ là họ cũng sẽ ra nhanh thôi vì có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực tài chính. Và tập trung vào xe điện là đúng, là có lợi thế tiên phong nhưng lại cũng rủi ro ở chỗ tiên phong đó. Đây là hình ảnh MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bên chiếc xe VinFast trong triển lãm ô tô ở Los Angeles. Vì xe ô tô là một sản phẩm liên quan đến tính mạng con người, chứ không đơn thuần là công nghệ như cái điện thoại hay TV. TV của VinFast sao không thấy bán? Điều này cũng nhiều người đặt câu hỏi. Người dùng sẽ rất cân nhắc thăm dò cái quyết định xuống tiền, trừ anh em, dư luận viên. Biết đâu mua được 2 năm, VinFast lại tuyên bố ngừng sản xuất thì tội toi.
một sản phẩm liên quan đến tính mạng nhưng lại lớn nhanh như thánh gióng cũng là điều đáng phải thận trọng khi quyết định mua. Cũng có nhiều anh em mua cái điện thoại về để trải nghiệm chơi chơi, 3 tháng chán là bán, nhưng mua ô tô về trải nghiệm chắc phải cỡ cường đô la. Nhưng nói gì thì nói, mình vẫn luôn ủng hộ Vin bẻ lái từ bất động sản sang ô tô và công nghệ, bởi đó là cách giảm tỷ lệ thân hữu trong sản phẩm mà có thể thu được ngoại tệ về, chứ không phải chỉ chăn gà loanh quanh ở Việt Nam. Dù với góc nhìn dò xét với VinFast, nhưng mình vẫn mong VinFast thành công được với kênh bạc này, bởi mà Vin mà thua bạc là kinh tế Việt Nam cũng xuống hố, chứ chả như công ty Evergrande bên Trung Quốc phá sản đâu. Các ngân hàng chủ nợ của Vin giờ chắc cũng hồi hộp, phải khấn ông bà, bác phù hộ, độ trì cho anh Vượng. Kiến trúc sư Dương Quốc Chính đã nêu nhận định của mình như vậy.